Hai chào các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn và tôi là Nguyễn Văn Vịnh. Ngày hôm nay tôi đang thực hiện một công việc yêu thích, đó là cho những chú cá và những cô cá chim vây vàng đẻ theo đúng mùa vụ. Tất cả các loài cá chim vây vàng thì nó có gồm có hai loại chính đang được nuôi ở Việt Nam. Đấy là theo cái báo cáo, còn cá chim vây dài và cá chim vây ngắn. Thì con cá chim vây dài là một đối tượng là có thể đẻ quanh năm, nhưng còn các đối tượng và cá chim vây ngắn, ví dụ như con Fagatus và con Ovatus, thì nó chỉ đẻ một lần đến hai lần trong năm vào thời điểm mùa đông, đông xuân đó, gọi là vụ đông xuân, như là gọi là cây lúa đó. Thì cái quy luật của con cá nó cũng vậy. Thì trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta có thể bắt đầu là các giai cho đẻ, rồi nuôi vỗ các bố mẹ, thì các cái vấn đề đó thì trên internet có thể các bạn tìm hiểu, có rất nhiều thông tin. Ngày hôm nay mình quay cận cảnh cho các bạn xem là cái công việc và cũng cái thực tế nó diễn ra như thế nào. Thì đây là đàn cá bố mẹ sau khi được tuyển chọn độ thành thục của cá đực và cá cái, thì mình đã tiêm kích dục tố và cho vào trong da cho đẻ. Thì cái kích dục tố thì thường thường sử dụng bây giờ là rẻ nhất, đó là HCG và NRHA. Loại FHLH thì chúng ta thừa biết rồi. Đấy, thì hiện nay là đang sử dụng để kích thích cho cá sinh sản. Thì trong sau khi tiến hành tiêm kích dục tố thì sẽ rơi vào tầm khoảng 32 đến 36 tiếng thì bắt đầu là cá sẽ đẻ. Thường thường là vào 8 giờ tối ngày hôm sau. Như hôm nay là bỏ này. Và sau đến 8 giờ tối ngày hôm sau thì bắt đầu đẻ. Thì thường thường nó đẻ khoảng 1 2 giờ là sẽ dóc trứng và sẽ tiến hành vớt trứng về để ươm. Mình quay tổng thể đây. Đàn cá bố mẹ như này đây. Còn tất cả những vấn đề về cái quy trình thì có thể chúng ta lên mạng xem, còn nếu mà bạn nào tò mò chúng ta muốn biết thêm thì các bạn có thể comment vào phía dưới, mình sẽ giải thích một cách triệt để hơn, kỹ càng hơn, tại vì để nói hết cái quy trình thì rất là dài. Và nhiều khi các anh chị em xem nó sẽ bị chán. Thì đây mình chỉ quay cận cảnh cho các bạn xem thôi. Thì tóm lại một cái quy trình cho đẻ thì đầu tiên là chúng ta phải tuyển chọn các bố mẹ 5 tuổi cộng để có thể đẻ được. Sau đó là kiểm tra độ thành thục, các tiến trình nuôi vỗ, ví dụ như là cá tươi, cá nục, cá trích, và bổ sung một số loại vitamin, rồi DHA. Rồi sau đến mùa vụ sinh sản ở đầu năm, nhiệt độ rơi vào tầm 24-25 độ đến 26 độ thì chúng ta có thể tiến hành kiểm tra. Và những con nào đạt được độ thành thục thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm kích dục tố và cho đẻ. Và sau khi đẻ chúng ta sẽ vớt về và tiến hành ương. Thì các giai đoạn ương gấu trùng thì mình cũng sẽ có những video nó chuyên sâu hơn để chúng ta hiểu rõ về vấn đề là cái quy trình ương từ giai đoạn cá mới nở đến giai đoạn là xuất bán 4 cm. Mình nếu mà có ai có nhu cầu thì mình về sẽ soạn một bài mang chất học thuật để chúng ta cùng nhau chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình. Còn trong cái khuôn khổ này thì mình cũng chỉ giới thiệu qua cái đàn cá bố mẹ hiện mới cho đẻ và biểu hiện của nó, cái tập tính và bơi lội như vậy. Rồi nếu thích thì các bạn hãy cho mình một like và hãy chia sẻ kênh cũng như là đăng ký kênh của Chris Nguyễn. Mình càng ngày có nhiều ý tưởng để phục vụ các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn có một vụ mùa bội thu.